Cái gì ở đây chúng ta thấy là tương đồng thôi thì cũng là có một cái PowerPoint về người ta cả nhà trước nó không phải tương đồng thôi thì virus sẽ có một câu hỏi riêng về virus, nhưng mà xem câu đó rồi thì mới thấy rằng nó không phải ở đây rồi biết đáp án. Cái này em cứ tra cái PowerPoint là ra thôi, nhưng mà cái gì mà tôi tiện thì giải hơn một cái gì năm. Tổn thương tác động cơ thủy có thể gặp trong bệnh lý u. Đấy, u nào? Lymphoma, ung thư tiểu phế quản phế nang, rồi di căn. Đây thì sẽ là A và B đúng. Cơ thủy đấy. A và B đúng là tất cả đúng. Thì đông đặc hôn thùy thì cái di căn phổi có không? Cái này trong đâu coi di căn là không phải. Tiện thì nói luôn cho con biết câu trả lời. Căn không phải là tổn thương động đạo cơ thủy có thể gặp trong bệnh cảnh xuất huyết do nhồi máu, dập phổi, hút thuốc ra ngoài hệ thống. Ba cái là mình chọn. Thế nào? Nó có chọn hai câu sau đấy. A và B đúng hay A và C đúng? Thế là các em xem là cái tương bậc cơ thì tương bậc cảm xúc huyết nó có đấy, có một cái PowerPoint và có một cái phần do xuất huyết thì nó có làm trong bên cảnh này không, phải qua coi PowerPoint là các em làm được, tôi sẽ không có sao câu bảy. Tổn thương đông đặc hơn thì có thể là cho các bệnh khác như tại vì có một cái mô voi về tổn thương đông đặc hơn thì nó có vài chục bệnh thì chúng tôi soạn đến cổ này thực ra là để cho chúng ta ôn lại cái bài và cái mô voi nó rất quan trọng để chúng ta hiểu rằng là trên một cái phim có một cái đông đặc hơn thì nó có rất nhiều bệnh lý mà mình phải nghĩ đến cái gì hợp lý nhất thì chúng ta chẩn đoán tất cả lâm sàng khác chúng ta cứ dùng những sàn cứ đông đặc có gì một cái là ồ cái này là viêm phổi mà tôi rất chung chung có nhiều bệnh lý lắm. Câu bảy viêm phổi tổ chức hóa rồi sarcoidosis rồi viêm phổi có mẫn thế thì cái nào đúng? A và B đúng hay A và C đúng? Để con này cái bò sẽ ra cái này là câu cuối cùng A và C đúng đấy. Luôn nhưng mà vẫn câu khác em phải chăng tra cái câu nhé. Á bệnh cảnh lâm sàng hay gặp nhất với tổn thương đông đặc lan tỏa là một trong đôi bộ có một thứ mà có một cái tích nói về cái này đông đặc lan tỏa anh cần biết là đây có viêm phổi phù do suy tim phù do suy thận tiền dịch quá tải xuất huyết tất cả những cái bệnh lý này đều gặp trong những cái bệnh nhưng mà cái gì hay gặp nhất trên lâm sàng đấy nên tôi có là phù do suy tim lâm sàng hay gặp lắm lắm suy tim rất là gặp rồi câu chín cái này có ở trên đâu PowerPoint tôi giả là chẳng qua là sau khi em tìm thì lại không thấy có một cái dòng nhé tổn thương đông đặc lan tỏa có thể là trong những cảnh tù do thế là chúng ta thấy là tôi và các bạn rất nhiều bệnh trong đó có bệnh tù trên những cái này
chứng minh là thôi cấp. Đây là hội chứng mà cũng hay gặp trên lâm sàng, tôi cũng không có thời gian để giảng lên cái bài này, nhưng mà các chỉ biết là rất nhiều bệnh lý viêm phổi nặng cũng có thể gặp, chấn thương nặng cũng có thể gặp, rất nhiều những cái cơ chế về thần kinh gây ra những cái hội chứng như là hô hấp này, để thở máy này, có tổn thương gan quả này, vân vân. Nó gần giống như suy tim khác, là nó có dấu hiệu suy tim như là tim to, những cái dấu hiệu tiến triển của suy tim. Ăn đi bao thức có phải không? Rồi phù thì trên phổi trái tôi trồng một ba lá, thế là đây là tất cả đều đúng. Thì ở đây chỉ có A và B thôi. Phù tôi trồng một ba lá thì không phải bệnh cảnh của nó. Các bạn phải có lý thuyết, nếu như cha thì sẽ làm được. Luôn. Và mỗi khi mà tôi sẽ đảo ngay và hiểu cơ chế của nó. Câu 10. Tổn thương đông đặc lan tỏa có thể là trong bên cạnh viêm do đấy, cũng trong cái một cái bao voi đó thôi là cái bệnh tinh này lan tỏa thì có mấy chục bệnh ở đây còn câu hỏi về nó nữa. Viêm ấy, trong bên cạnh viêm do đâm âm, do tụ cầu, do nấm thì A và B đúng hay là tất cả đều đúng? Câu mười đấy thì cha trong cái câu mười đấy sẽ ra đáp án ở đây là tất cả đều đúng. Câu 11. Tổn thương đông đặc lan tỏa có thể gặp các bệnh xuất huyết đấy, tức là bao quanh đấy nhưng mà cái bệnh xuất huyết có mấy cái bệnh lý lại phải tra xem cái nào đúng trong năm cái đáp án này. Thứ 11, nếu tra thì các bạn sẽ thấy là tất cả đều đúng. Tôi trả lời đáp án nhiều quá các em phải không chịu học. Bệnh ung thư kiểu kết quả tuyến nang, ung thư carcinoma có thể có hình ảnh đông đặc tuyến nang cực kỳ, đông đặc tuyến nang lan tỏa khí phế ảnh AC đúng và tất cả đều đúng. Thế này thì bởi vì là có rất nhiều trong mấy cái PowerPoint về đông đặc tuyến nang cực kỳ, đông đặc tuyến nang lan tỏa nó đều có bên cạnh này cái điểm kia trong đó đều có phải đấy, ung thư từ cái khoảng phía nam này. Thế mà trong cái đông đặc trong cái đông đặc phía nam thì nếu khí cái này thế là cái này tất cả đều đấy. Nếu ra các em phải học và suy luận là ra được, nhưng mà tôi đã thắng luôn hơn nhiều quá. Sang cái câu 13. Tổn thương đông đặc hình cánh tay điển hình trong bệnh lý này. Đây có mấy cái bệnh lý. Năm bệnh lý thì chọn một cái bệnh lý nào? Viêm phổi có thể gặp nhưng nó không phải là chấn thương giật phổi, nhồi máu phổi, ung thư phổi thì đó là phù của cơ suy tim, rất điển hình của một cái hình dấu. Câu 14, tổn thương đông đặc hình cánh rơi không gặp trong bệnh lý này cũng là câu hỏi về hình cánh rơi, nhưng mà nếu cho một cái bệnh lý mà không phải của nó phải có loại như thế nên là phải học nhiều cái lo ngoài đó thì chúng ta mới tìm lại tổn thương đông đặc hình cánh rơi không gặp trong bệnh lý nào. Phù phổi không do viêm, tức là phù phổi ngoài viêm đấy. Viêm phổi do virus, viêm phổi phế quản, viêm phổi do
con polymyositis, carini, polymoni, ung thư tiểu phế quản với na, con cơ 14. Đấy. Mình sẽ chọn một cái bệnh lý nào. Viêm phổi không nghe tim, viêm phổi do virus. Năm cái đáp án để chúng ta sẽ tra ở trong cái câu hỏi để chúng ta sẽ không nghe các đáp án. Chúng ta chọn được hết sẽ có được hai câu hỏi. Bốn cái sẽ có một câu hỏi. Tổn thương không đặc đối với hình cánh rơi đặc hiệu cho đây là cái bò bò đấy rất rõ, em coi là cái này để đông đặc đối với hình cánh rơi, từ phổi cấp tính, từ phổi mạng tính, chấn thương phổi. Đấy. Tất cả đều đúng trong bò bò đó. Lập cho một cái, nhiều khi đừng có để ý câu D hoặc câu E, nó có lừa mình. Mình chỉ là ở các ba cái bệnh này thì có lẽ là chọn câu D, E thôi, hoặc là A, B, đúng không? Tất cả đều đúng. Ở trên kia có ba bệnh, có thể chọn một cái thôi. Em tra cái trong cái câu bò, em thì thấy là đơn bằng với một cái người thực hiện của đây là thì đây người ta đây là đặc hiệu cho bệnh phổi mãn tính, nó chỉ là câu B đúng rồi. Nhiều khi chúng ta cứ xem cái form đáp án A, B, C, tức là xem chỉ hai cái dưới thôi, A, B đúng rồi, tất cả đều đúng, ta bị lừa. Nếu như đọc kỹ thì thấy rằng nó chỉ đặc hiệu cho bệnh lý bệnh phổi mãn tính thì chỉ có một cái B là đúng, còn mấy câu khác là người ta cho là cho đủ năm đáp án. Tôi phải học bài này đi. Câu 16. Tổ chương tâm đặc đối với trình đánh rơi không gặp gặp trong bệnh lý nào. Chúng ta đi ra hết cái này cái kia thì chúng ta lại phải học bài. Chúng ta viêm phổi có bệnh cõi toan này, sắc tối đầu sức này, viêm phổi tổ chức hóa này, ung thư tiểu phế quản phía nam, rồi viêm phổi phế quản, để xem cái gì được không? Không cả. Tổn thương cân bằng, đối nghị, đánh rơi, không gặp trong bệnh nhân. Bây giờ chúng ta tra, trong bao con sẽ ra được một. Câu 17 đi em. Tổn thương đông đặc cấp tính gặp trong bệnh cảnh. Đấy, chúng ta sẽ có cái tổn thương đông đặc cấp tính này, tổn thương đông đặc mạng tính này. Có bệnh cấp tính thì sẽ là bệnh lý nào? Tính là bệnh lý nào? Chỉ có hai cái lâm sàng đấy, chúng ta đã loại ra được rất nhiều, phân biệt được rất nhiều bệnh lý rồi. Đấy là cấp tính. Nhưng mà cấp tính là từ khi mình thấy đó mà nó đông đặc rất là nhanh ấy, và liên quan đến lâm sàng đấy, có viêm phổi này, của nhồi máu phổi này, đúng rồi, lymphoma có phải không? Lymphoma là bệnh lý u không thể là cấp tính được, thế cho nên nó chỉ có viêm phổi đúng, còn nhồi máu phổi đúng thì có A và C đúng. Ví dụ thế. Câu 18 đi các em. Em cứ tra là em ra hết này. Tổn thương đông đặc cấp tính. Có thể là các bệnh cảnh. Okay. Tiếp tục cấp tính nữa. Có thể là các bệnh cảnh. Tôi làm câu hỏi. Cũng như vậy nhưng mà nó là những bệnh khác. Phù phổi. Phù hợp. Cấp tính là. Phù phổi thì cấp tính rồi. Xuất huyết.
Đúng rồi. Ít protein thế nào? Anh yêu là protein oxy. Nè, protein oxy. Thì đây là một loại thực mang tính. Câu C nó không đúng. Nếu như các em tra trong cái PowerPoint về các bệnh này, cấp tính đó, thì các em sẽ thấy là cái kết đáp, cái kết trả lời, cái đáp án này thôi. Câu 19. Tổn thương không gặp cấp tính có thể gặp trong bệnh cảnh. Cũng câu hỏi đó nhưng mà lại ngay lại một chút cho bệnh khác vào đấy. Mình máu phổi, ung thư tiểu phế quản, với na dập phổi rồi các em có biết bệnh nào nó không thuộc cấp tính để chọn được đáp án được. Em sang câu 20 đi. Mấy câu này dễ. Nếu chúng ta chỉ cần hiểu là cái nhiễm u là cái nhiễm mạng tính, cái viêm là cái thứ xuất huyết cũng là cấp tính, các bạn đáp án ngay. Tổn thương đông đặc mạng tính có thể gặp trong bên cạnh đấy, cái này thì gần giống như vậy, chẳng qua là bệnh mạng tính do thì mình phải biết cái nào là mạng tính, cái nào là cấp tính. Thì cái này các em chưa đi lâm sàng, em chưa có rành lắm, nhưng mà lý thuyết có thể soi gọi được. Lymphoma bệnh nhiễm u là mạng tính, câu 20 mà đã đi sang nước rồi, câu 20 chưa đọc hết nữa. Lymphoma là viêm phổi tổ chức hóa sarcoidosis. Hãy xuống câu 20 đi, tôi cũng chưa thấy. Thôi bơi nó chưa xong rồi. Em về lại câu 20 đi. Đúng rồi, chúng ta chưa đi xong câu này. Tổn thương đông đặc mạn tính có thể gặp trong bệnh lymphoma, viêm phổi tổ chức hóa, sarcoidosis. Tất cả đều đúng, hoặc là A và B đúng. Các em xem trong cái mạn tính là các em ra được ngay cái đáp án. Ở trong cái mạng tính là tôi có liệt kê những cái bệnh cảnh của đông đặc mạng tính. Câu 21, tổn thương đông đặc mạng tính có thể gặp trong và lại gần giống câu trên, chỉ có điều là ghép các bệnh khác vào đây. Ung thư ở cái quản phía nam, viêm phổi do bạch cầu ái toan, viêm phổi hít. Viêm phổi hít thì không phải là mạn tính được, đó là một cái cấp tính. Bệnh nhân hít phải thức ăn và gây ra một cái viêm phổi mà đó là cấp tính. Rồi thế là các em biết cái đáp án. Câu 22, dạng tổn thương nào sau đây không phải tổn thương mô kẽ trên X quang? Lưỡi, nốt, giải. Em cho câu hỏi lên. Lưới, nốt, giải, nốt lưới, mờ bóng kiếng. Mờ bóng kiếng là tổn thương thuộc về phía nam. Rồi câu 23, tổn thương dạng lưới không gặp trong bệnh cảnh. Tổn thương dạng lưới là tổn thương mô kẽ đấy, không gặp trong bệnh cảnh. Di căn, phù phổi, viêm phổi mô kẽ,
viêm phổi phế quản và sarcoidosis. Đấy là các em xem cái bệnh gì nó không phải là nằm trong cái bệnh cảnh của tổn thương rộng lưới. Di căn nó có thể nằm ở trong cái dạng lưới, phù phổi có thể có viêm phổi mô kẽ. Phù hợp viêm phổi phế quản, viêm phổi phế quản là đông đặc phế nang, nên câu này chúng ta phải chọn là chọn câu này viêm phổi phế quản. Và sarcoidosis nó cũng có, cái này chỉ cần là tra trong cái bao boy này ra. Câu 24, tổn thương dạng lưới có thể gặp trong và cũng gần giống như bệnh cảnh, gần giống câu hỏi trên nhưng mà trong bệnh cảnh khác. Dùng thuốc methotrexate, thuốc ung thư đấy, di căn đường bạch mạch, sarcoidosis, tất cả đều đúng, A và B đúng. Dạng lưới rồi, tra từ điển đấy. À xin lỗi, là tra trong cái bao. Câu 25, tổn thương dạng lưới có thể gặp trong bệnh viêm phổi mô kẽ, thông thường xơ cứng bì hệ thống, lao phổi, tất cả đều đúng hay A B đúng. Đó. Tổn thương dạng lưới thì chúng ta biết lao phổi là một cái bệnh cảnh thâm nhiễm đông đặc của phế nang chứ không phải là mô kẽ. Lao phổi đây là hiểu lao phổi nguyên phát đấy chứ không phải là cái lao kê nhé. Lao phổi đây là chúng ta phải hiểu là lao nhu mô phổi chứ không phải là lao kê ở mô kẽ. Lao kê mô kẽ là một cái dạng khác. Ok, là những cái trường hợp đi theo đường máu và nó không tập trung ở một cái vị trí nào của phổi cả, nó giải đều ở mô kẽ. Thế thì lao phổi nó không phải nằm trong cái bệnh cảnh này, nó chỉ có AB thôi. Đấy. Là thực ra cái này các em tra trong cái bao boy mà hiểu bài là các em sẽ làm được. Đặc điểm không phải của đường cơ ly trên X quang. Thế các em sẽ xem cái đường cơ ly nó như thế nào, em đọc lại xem lại cái đặc điểm của đường cơ ly và nó nằm ở trong cái bệnh cảnh nào. Là những đường mảnh nằm ngang gần với màng phổi, dài 1-2 cm, vuông góc với màng phổi, đi song song với phế quản. Đấy, chúng ta xem đây có 5 cái đặc điểm thì sẽ có 4 cái đặc điểm của đường cơ ly, còn một đặc điểm thì không phải của đường cơ ly. Đấy, thì 4 đặc điểm trên cùng đó là thuộc của cơ ly, còn đi song song với phế quản nó cũng là mô kẽ đấy nhưng nó không được mô tả là đường cơ ly. Em câu 27, đường cơ ly B hay gặp nhất trong bệnh cảnh nào? Nó có 5 cái bệnh cảnh. Thì đường cơ ly B là phổi mô kẽ hay gặp nhất trong cái suy tim sung huyết em nhé. Trong bao vây có nhắc đến vấn đề này. Rồi câu 28, cái bệnh viện bệnh viêm phổi mô kẽ thông thường có hình ảnh dạng lưới tập trung vào đáy phổi trên X quang, dạng tổ ong trên cái CT độ phân giải cao, rồi mờ bóng kiếm cũng trên độ CT độ phân giải cao. Cái mờ kiếm là nói lên cái tổn thương ở phía nam, còn tổ ong
đó là cái tổn thương cụ trên cái mô kẽ dạng lưới, và đương nhiên cũng là mô kẽ. Thế thì có nào đúng thì dạng lưới viêm phổi mô kẽ thông thường nó là tổn thương mà mô kẽ phổi kẽ mà cái gì trục phổi kẽ mới là của nó, thì mờ băng kính không phải, cho nên chúng ta có câu đáp án à. Câu 29 ung thư tuyến giáp di căn phổi có hình ảnh trên X-quang dạng nốt mảnh kích thước đồng đều, kích thước không đồng đều ba cái dạng này, thế là xem chọn A và B đúng hay là A và C đúng. Nhưng mà di căn á thì có nhiều nốt ấy, thì các nốt này nó sẽ không có đồng dạng, không có đều. Và nếu mà đều mà nhỏ thì mới là của lao kê đấy các em ạ. Còn ung thư di căn thì bao giờ cũng thế, nó có nhiều tuổi, nó có nhiều đợt, cho nên những cái tổn thương di căn này nó sẽ kích thước nó sẽ không đồng nhất, cho nên ta biết đáp án rồi. Câu 30, bệnh năng ghép hang, bệnh tế bào năng ghép hang đấy à, có hình ảnh tổn thương dạng mô kẽ trên X quang, dạng nang trên CT phân giải cao và trên CT độ phân giải cao, nang có thành dày dưới 4 mm, tất cả đều đúng hay chỉ có A và B đúng? Em xem xong cái bệnh năng ghép hang là em sẽ thấy có cái đáp án trong một cái PowerPoint. Câu 31, tôi nói luôn là tất cả đều đúng đấy để cho các em để quay lại cho nó dễ nhé. Có PowerPoint trong cái bao 30 là tất cả đều đúng đấy. Câu 31, bệnh sarcoidosis có hình ảnh trên X quang giai đoạn sớm. Cái bệnh sarcoidosis ấy là nó có giai đoạn sớm và giai đoạn trễ. Sớm thì nó là giai đoạn trễ nó sẽ co kéo rất nhiều, co kéo tổ chức mô kẽ, cái cấu trúc phổi. Thế thì giai đoạn sớm của cái bệnh sarcoidosis dạng lưới mảnh, hạch rốn phổi, rồi dạng nốt mảnh. A và B đúng hay tất cả đều đúng? Thì đặc điểm của nó là dạng lưới mảnh và hạch rốn phổi em nhé. Cho nên câu đáp án sẽ là câu D. Cái này trong PowerPoint có. Câu 32, bệnh mô hạt Benzener đấy, granulomatosis có hình ảnh X quang, A là dạng hang hay phổi, B là thành dày không đều, C là thành mỏng. Thì ở đây là tất cả đều đúng hay chỉ có A và B đúng? Cái bệnh Benzener đấy. Thì cái này coi boy sẽ có đáp án đáp án đó là câu D, chỉ có AB thôi. Thành nó dày không đều chứ không phải thành mỏng. Tổn thương dạng nang ở phổi có thể gặp trong bệnh 33. Ở trong một cái PowerPoint nó có cái tổn thương dạng nang, có đấy, có một phần nói về nó đấy các em. Thì có thể gặp trong bệnh nào? Bệnh chromatocell là bệnh mà thoát vị ở phổi đấy. Thoát vị ở phổi có nghĩa là nó sẽ có một cái tổn thương khí tạo ra một cái thoát vị cấu trúc phổi. Nó sẽ là một cấu trúc mà nó chứa khí không có hô hấp. Nó gọi là chromatocell. Lao phổi rồi là ghép hang à. Tất cả đều đúng hay chỉ có A và C đúng? Câu 33. Thế thì ở đây tổn thương dạng nang, lao phổi không phải là dạng nang, lao phổi nó sẽ nằm ở dạng hang,
Hang phổi khác và nang phổi khác. Nang phổi thì đó, chúng ta biết đáp án rồi. Câu 34. Tổn thương dạng nang phổi có thể gặp trong bệnh lý lymphocytic là cái viêm phổi mà mô kẽ bạch mạch đấy anh em ạ. Rồi áp xe phổi, rồi bệnh lý cơ bạch mạch, Infanzo leymatosis, AB đúng rồi, AC đúng. Cái này cũng có trong cái PowerPoint có 34 đấy, phải không? Nếu cha em sẽ thấy cái đáp án của nó là A và C đúng. Em phải học nhé. Mai mốt mà tôi ra câu hỏi nó lại đảo ngược ABC thì mất công các em lại làm sai đấy. Câu 35. Tổn thương dạng nốt mảnh ở phổi có thể gặp trong bệnh cảnh. Cái này lại có một cái bao bao về nó đấy. Tổn thương dạng nốt mảnh ở lòng kê rồi sarcoidosis, di căn phổi, tất cả đều đúng. Câu 36. Thôi bây giờ chúng ta giải lao một số. Chúng ta đã đi 45 phút rồi. Chúng ta giải lao chừng 15 phút. Bây giờ là 3 giờ 10. 3 giờ 18, 3 giờ 20. Chúng ta sẽ